Ngay đầu cuộc thi thì Hương Ly rất là tự tin, ngay cả cô trả lời phỏng vấn cũng tin mình là người chiến thắng cuộc thi. Thì cái giây phút mình đâm, cái giây phút mà mình đã một cuộc thi đó, cái cảm xúc mình như thế nào? Tất nhiên khi đến Miss Universe Việt Nam, các bạn quên là hai tay đều đang có khác để trở thành người chiến thắng. Thì đương nhiên cái cảm xúc bên cạnh niềm vui hôm nay chứ không phải tên hoa hậu của Miss Universe Việt Nam và đồng tình hoa để xứng đáng, thì bản thân mình vẫn luôn còn những cái cảm xúc của chính mình. Chứ này nghĩ rằng là trong phút chốc mình có cảm giác buồn, khó chịu là vì đó là giấc mơ của mình mà. Tuy nhiên thì sau khi mà nhìn ngắm lại cái hành trình kia, nghĩ rằng đây là hành trình rất là đẹp rồi. Để bây giờ khi đi ngồi đây trả lời câu hỏi cho chị, thì mọi người cũng nhìn thấy rằng là hình ảnh Huy đã rất tự tin trở về bộ phong thái của Hương Ly, và mọi người vẫn luôn cảm thấy là như vậy. Và Ly tin chắc rằng đây sẽ là một điều mà mọi người sẽ luôn